Xin chào anh chị và các bạn đã trở lại với Jenny Phương. Hôm nay Jenny chia sẻ món bánh khoai môn chiên. Món bánh khoai môn chiên này mình thường ăn trong điểm sắm rất là ngon. Bên trong có nhân lạp xưởng, tôm khô nè, rất là thơm. Ăn bùi bùi, béo của khoai môn. Và bên ngoài thì nó giòn giòn ngon lắm. Nếu nhà có khoai môn thì mình làm món bánh này rất là ngon và lạ nữa. Bây giờ mình bắt đầu vào làm nha. Trước hết mình đi ngâm tôm khô cho nó có thời gian để nó mau mềm. Mình dùng khoảng chừng 30g tôm khô. Mình cho nước nóng vào mình ngâm cho nó mau mềm nha. Tiếp theo mình sẽ đi bằm tỏi và gừng. Mình dùng một tép tỏi hơi to một chút và một miếng gừng nho nhỏ như thế này. Và mình bằm nhuyễn. Mình dùng 2 cây lạp xưởng hoặc là 1 cây cũng được. Sau đó mình cắt nhỏ ra. Tôm khô giờ mình ngâm cũng đã mềm rồi. Giờ mình cắt nhỏ ra luôn nha. Nếu mình dùng tôm khô nhỏ thì mình để nguyên con luôn, mình không cần cắt ra. Khoai môn mình dùng khúc này là 450g á. Và mình cắt nhỏ ra. Mình cắt nhỏ như là hạt lựu vậy đó. Nếu nhà có khoai môn thì mình làm món bánh này rất là ngon. Làm bánh ăn bùi bùi béo ngon lắm. Tiếp theo mình đi pha bột. Đây là bột gạo tẻ. Mình dùng khoảng chừng 100g. Nếu không có cân thì mình dùng khắp này mình đông. Là khoảng chừng như thế này nè. Chưa đầy một khắp. Một khắp này là một chén nhỏ ăn cơm đó. Bột năng mình cũng dùng 100g luôn. Là cũng gần một khắp á. Sau đó mình trộn cho hai cái bột này đều lên. Tiếp tục mình cho nước vào đây. 350ml nước là khoảng chừng 1,5 cup. Sau đó mình khuấy lên cho nó tan đều. Mình cho vào chảo 1-2 muỗng canh dầu. Lúc này mình để lửa trung bình á. Khi dầu nóng rồi mình cho tỏi và gừng vô nè. Sau đó mình phi cho nó vàng thơm lên. Sau khi tỏi vàng thơm, trước hết mình cho tôm khô vào. Rồi mình xào sơ lên cho tôm khô nó dậy mùi thơm á. Khoảng chừng 30 giây cho tới 1 phút nha. Tiếp tục mình cho lạp xưởng vào. Mình xào sơ lên cho nó thơm, khoảng chừng 30 giây cho tới 1 phút. Rồi mình cho khoai môn vào luôn nè. Và mình xào sơ lên. Sau đó mình cho vào 350ml nước, là khoảng chừng 1,5 cup. Lúc này mình nêm gia vị cho vừa ăn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà,
và một muỗng cà phê dầu hào. Rồi mình đợi cho cái nước này sôi lên nha. Mình đậy nắp lại cho nó sôi nhanh. Sau khi nước sôi thì mình nêm nếm lại cho vừa ăn. Rồi mình cho cái nước bột vào mình trộn. Vẫn để lửa trung bình. Mình trộn cho đến khi nào thành như thế này. Khi mình thấy nó rút hết nước, nó khô như thế này là được nha. Hoặc là còn mềm chảy hơn nữa thì sẽ được hơn. Sau đó mình cho vào khuôn liền luôn trong lúc còn đang nóng. Vì nóng mình cho vào nó mới dễ. Nếu nguội quá bột sẽ cứng, mình cho vào thì sẽ khó hơn đó. Và mình dùng cây mình ép xuống cho nó chặt đều. Khuôn này là khuôn nhựa silicon chống dính nên mình không có thoa dầu. Nếu anh chị và các bạn dùng khuôn nhôm hoặc là khuôn inox thì mình thoa dầu nha. Không thôi bánh nó dính. Nếu không có khuôn mình dùng dĩa mình làm cũng được nha. Với liều lượng này mình sẽ làm ra được hai khuôn như thế này. Anh chị và các bạn cho vào một khuôn cũng được nha. Thì bánh sẽ dày lên. Mình làm hai khuôn mỏng như thế này thì bánh sẽ đẹp hơn. Khi mình cắt ra mình chiên thì nhìn nó ngon hơn đó. Sau đó mình cho vào sửng mình hấp khoảng chừng 20 phút với lửa trên trung bình. Nếu dùng một khuôn bánh dày lên thì mình hấp thời gian lâu hơn nha. Bánh sau khi hấp xong mình để cho thật là nguội. Rồi mình mới cắt ra. Anh chị và các bạn có thể làm trước rồi để tủ lạnh. Khi nào mình ăn thì mình cắt ra mình chiên. Và trước khi cắt cái dao thì mình thoa dầu nha. Không thôi bánh nó dính. Và mình cắt miếng khoảng như thế này. Khi mình chiên thì bánh nó cũng hơi nhỏ lại một chút. Và mình lót cái bọc như thế này nha, không thôi bánh nó dính. Giờ mình chiên bánh nha. Mình cho dầu, không nhiều lắm, vừa tráng với đáy chảo là được nha. Mình để xa xa ra, không thôi bánh nó dính lại với nhau. Và mình chiên với lửa dưới trung bình. Mình chiên lửa thấp thì nó giòn ngon hơn đó. Và mình chiên cho hai bề vàng đều nha. Khi bánh vàng như thế này thì mình trở bề được rồi nè. Và mình cứ tiếp tục chiên cho hai bề vàng đều nha. Bánh chiên giờ đã vàng hai bề rồi, mình vớt ra nha. Anh chị và các bạn nhìn xem nè. Bánh có độ giòn rất là ngon. Bánh này thơm lắm, thơm bùi béo của khoai môn và lạp xưởng với tôm khô nữa. Ăn mặn mặn và giòn giòn rất là ngon. Nếu nhà mình có khoai môn thì mình hãy làm món bánh này. Rất ngon và lạ nữa nè. Jenny chúc cho tất cả làm thành công và ăn ngon. Nếu như ai có góp ý chuyện gì thì hãy comment cho mình bên dưới nha. Mình sẽ trả lời sớm nhất mình có thể. Và nếu như thấy thích món bánh này, ủng hộ Jenny thì hãy đăng ký kênh. Bấm like và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới. Jenny cảm ơn rất là nhiều. Giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video kỳ sau.